Vâng, chào cả nhà. Đây là cái cây địa lan kiếm Lady Pink. Nó nở đây. Hôm nay là ngày thứ ba rồi. Nó có hai cái ngồng, nhưng mà cái ngồng này thì em cắt nó đi rồi cho nó khỏe cây. Vừa rồi em tách ngầm này, nhưng mà nó lại ra toàn hoa rồi, ra hai cái hoa, hai cái ngồng hoa đó. Đây, đây. Đó. Đây đi tình hoa nó thấy rất đẹp. Địa lan kiếm. Cái cần nó này, cuối cần này, cuối cần vẫn chưa nở hết này. Đôi 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Được 16 bông rồi. 10 cả nhà ngắm. Chắc em dừng video tại đây. Cảm ơn cả nhà.